nằm dọc theo dòng sông Sen và thuộc công viên Champ de Mars. Tháp Eiffel cao 1.062 feet, tương đương với 323 mét, thu hút hơn 7 triệu khách tham quan mỗi năm. Ngọn tháp có hai nhà hàng, trong đó có nhà hàng Le Jules Verne huyền thoại ở tầng 2 và 3 tầng ngắm cảnh. Tháp Eiffel do kỹ sư Walter Eiffel và các đồng nghiệp của mình thiết kế và xây dựng từ năm 1887 đến năm 1889, thì hoàn thành nhân dịp triển lãm thế giới năm 1889 và cũng là kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp. Trừ khi du khách chỉ muốn dã ngoại và ngồi trong những khu vườn thơ mộng xung quanh tháp để chiêm ngưỡng ngọn tháp từ mặt đất, nếu không hãy mua vé để tham quan. Giá vé thay đổi tùy thuộc vào tầng du khách muốn tham quan và phương thức để lên tầng đó. Bằng thang máy cầu thang, 704 bậc thang sẽ dẫn đến tầng thứ 2 hoặc kết hợp cả hai. Du khách sẽ lên tầng 1 bằng thang máy hoặc leo khoảng 300 bậc thang tính từ mặt đất. Ngọn tháp có nhiều màn hình thông tin, một phòng chiếu phim để chiếu các bộ phim về lịch sử của ngọn tháp và một phòng triển lãm nghệ thuật lấy cảm hứng từ chính ngọn tháp này. Ở độ cao 905 feet, tương ứng với 275 mét, cách duy nhất để đến khu vực quan sát ở tầng thượng là thang máy. Tại đây du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Paris và các vùng xung quanh, tự thưởng một ly sâm panh tại quán bar Champagne khi kết thúc chương trình khám phá tháp Eiffel, chiêm ngưỡng cảnh quan và kỹ thuật xây dựng ẩn sau kiến trúc mang tính biểu tượng này vốn ban đầu được dự định làm nhà tạm. Du khách có thể dễ dàng đến tháp Eiffel bằng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, xe điện ngầm và tàu hỏa. Đây là khu vực đông đúc nên sẽ khó để tìm bãi đỗ xe.